Thì khi nãy á mình đã đến với lại cái tích phân siêu trọng loại 1 rồi. Cho nên phần này mình cũng nói nhanh ha. Rồi cái phân siêu trọng loại 2 người cái cách người ta đánh giá cũng vậy thôi. Tức là mình cũng sẽ tính cái diện tích giới hạn bởi cái đường cong y bằng fx này và cái trục Ox lấy từ A đến B. Nhưng mà có điều đặc biệt á là trong cái nửa khoảng mà từ từ A đến B là cái fx nó liên tục, nhưng mà riêng tại B là nó bị gián đoạn nha. Thấy là khi x mà tiến tới bên bên phải, xin lỗi bên trái cái B á, x mà tiến tới bên này nè đó, thì cái này ra dương vô cùng. Giờ đây là cái B x bằng B là tiệm cận đứng á. Giờ mình cũng đánh giá cái kiểu tương tự như vậy thôi. Về cái diện tích S này nè, diện tích S này sẽ bằng tích phân từ A đến B của cái hàm fx nhân dx. Và cũng như thế mình sẽ chuyển nó sang giới hạn bằng cách như sau ha. Tại A xác định thì mình giữ lại cái cận A nha. A xác định nè, bằng lim cái A xác định. Còn cái B này tại B nó không xác định, mình không tính chính xác tại B được, cho nên mình sẽ chuyển cái B này thành chữ T. Và cái tích phân này mình sẽ lấy, sau khi tính được tích phân mình sẽ T tiến ra, xin lỗi T nó tiến tới B. Tiến tới B. Mà đây là mình tiến tới bên trái B, cho nên tiến tới B trừ của fx dx. Thì đây là cái cách xây dựng cái tích phân suy động loại loại 2. Và phần sau mình sẽ đi đến đi cái định nghĩa cụ thể hơn nha. Cái phần định nghĩa nó cũng giống như cái kia ha, mình sẽ có 3 phần. Phần A là nếu như fx liên tục trên cái nửa khoảng AB và gián đoạn tại B. Tại B, được chưa? Thì cái tích phân suy rộng từ A đến B của fx dx, nó gián đoạn tại B, thì mình sẽ cho cái lim khi T tiến tới từ A đến B, có nghĩa là phải tiến đến B, B trừ đúng không? Tiến đến bên trái B. Tích phân từ A đến T của fx dx. Đương nhiên cái này chỉ đúng khi mà cái lim này nó tồn tại thôi nha. Tồn tại ở đây ý là tồn tại ra một con số hữu hạn đó, ví dụ như 1 2 3 4 5 gì đó. Chứ còn mà ra vô cùng lớn thì cái đó không tồn tại, tại cái đó là số vô hạn. Được chưa? Thì cái định nghĩa B cũng như vậy thôi. Có nghĩa là fx nó liên tục trên fx nha. Lần này nó sẽ liên tục trên A cho tới B. Đúng không? Cho liên tục tại B nhưng mà tại A nó bị gián đoạn nè. Gián đoạn tại A. Thì cái tích phân từ A đến B của fx dx. À, lần này á mình vẫn là lim. Nhưng mà bây giờ là cái A này là cái điểm nó gián đoạn nè, cho nên mình sẽ thay cái A này bằng chữ T. Ở chữ B viết lại fx dx nha. Và vì T này sẽ tiến tới A, nhưng mà đương nhiên T này phải lớn hơn A, cho nên là cái T này sẽ tiến tới tới A cộng ha, là lớn hơn A. Thì đó là phần định nghĩa của tích phân suy động loại 2. Và cái phần C á, cũng giống như là mình nãy mình chèn cái điểm A vào cái tích phân suy động loại 1, thì bây giờ tích phân này cũng vậy. Nếu như mà fx nó gián đoạn tại C với C nó nằm giữa AB, nó bị kẹp giữa A và B, thì cái tích phân từ à và xin lỗi, cái này còn thêm một điều kiện nữa là cái tích phân từ A đến C của fx dx và cái tích phân từ từ C đến B là hội tụ. Hội tụ tức là tính ra được, tức là cái lim nè, lim như thế này hoặc là như thế này nè, cái lim này phải tính ra được thì nó gọi là hội tụ. Nãy mình biết rồi. Cái tích phân từ A đến B mình có thể chèn điểm C vào, tức là bằng tích phân từ A đến C cộng cho tích phân từ từ C đến B. Đó là những cái định nghĩa cơ bản của nó ha. Và giờ bây giờ mình sẽ đi đến cái phần ví dụ để mình hiểu rõ hơn là cái cách tính tích phân suy động loại 2 như thế nào.
Rồi, bây giờ cái việc tính tích phân thì cũng giống như nãy giờ mình làm thôi. Mình sẽ chuyển cái tích phân này nè. Mình sẽ chuyển cái tích phân này và lim. Thì ta có như thế nào? Tích phân từ 2 tới 5 của một phần căn x trừ 2 dx. Cái vấn đề ở đây phải biết là nó gián đoạn tại đâu. Thì đây giờ nhìn thấy ngay rồi, khi x bằng 2 thay vào đây thì nó gián đoạn nè, tại vì cái mẫu bằng 0. Như vậy cái lim này nè, nó gián đoạn tại 2 trên cái chỗ 2 phải thay bằng t. Thay bằng t vô đây, từ t tới 5 của một phần căn x trừ 2 dx. Khi mà t bây giờ tiến tới đâu em? Tiến tới 2 nè. Mà này lớn hơn 2 đúng không? Cho nên tiến tới 2 cộng. Vậy bây giờ bằng bằng lim khi t tiến tới 2 cộng của tích phân này. Đây tích phân này dễ dàng tính ra là 2 căn của x trừ 2 với x lấy từ t tới 5 và bằng lim khi t tiến tới 2 cộng. À, thế thay 5 vô đây. Nó ra là 2 căn 3 trừ cho 2 căn của t trừ 2. Ở tới đây cái giới hạn này rất dễ tính, thay t bằng 2 vô đây. 2 cộng là vẫn là số 2 nha, thay 2 vào đây thì căn cũng không bằng 0, bỏ vậy cái giới hạn này ra 2 căn 3. À, như vậy cái tích phân này giá trị nó ra 2 căn 3 và nó hội tụ về phân kỳ em. À, mình tính nó ra được một con số cho nên nó gọi là hội tụ. Được chưa? À, thì ví dụ đầu tiên rất đơn giản, mình sẽ đi qua cái ví dụ nó phức tạp hơn một chút. À, như đã nói ha, tích phân này có vẻ phức tạp hơn. Thì ở đây cũng thế, mình sẽ chuyển cái tích phân này về dạng về lim. À, người ta có cái gì? Tích phân từ 0 đến pi trên 2 của sec x dx. Cũng thế ha, em phải xác định được là cái chỗ nào mà cái hàm này nó bị gián đoạn nè. Xét ở đây á, là một phần cos x á. Một cos x thì khi em thay cos bằng cos 0 vào đây, em thử nhẩm thử là cos 0 vào đây thì nó bằng 1. Nó xác định cos pi trên 2 là bằng 0. Cos pi trên 2 bằng 0 thì 1 chia 0 không có. Đúng chưa? Cho nên nó bị gián đoạn tại tại pi trên 2. Như vậy cái pi trên 2 này mình sẽ thay bằng t. Vậy nó ra lim khi t tiến tới pi trên 2, mà lần này mình sẽ lấy pi trên 2 trừ ha, tại vì nó tiến tới tới cái số nhỏ hơn pi trên 2 một chút. À, tích phân từ 0 tới t của sec x dx. À, rồi à, bây giờ tính tích phân này thì em cũng học rồi. Cái tích phân của sec x dx thì mình có công thức luôn mà. À, ra gì vậy? Nhớ pi trên 2 ra bao nhiêu nhỉ? Ra log NP trị tuyệt đối của sec x cộng cho tan x, và mình vẫn lấy cận từ 0 cho tới t ha. Rồi bây giờ mình chỉ thay cận vào thôi. Bây giờ cận cận trên á, cái cận trên là cái lim này mình viết lại nha. Lim khi t tiến tới pi trên 2 trừ, viết lại nè, của log NP. Cận trên đó là log NP của sec t. Sec t cộng cho tan t. Sec t cộng tan t. Và trừ cho cận dưới thì sec của 0 như nãy mình phân tích rồi. Sec của 0 là một phần cos 0, một phần cos 0 thì bằng 1. Như vậy log NP của 1 bằng 0. Còn cái 0 này thế vào tan thì bằng 0, nó dễ rồi ha. Như vậy cái cận sau bằng 0 mình bỏ luôn. Như vậy cái lim này chỉ còn lại lim của cái log này thôi. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình coi xem là cái bên trong nè. Thì cái này em mình cũng dễ thấy rồi. Cả hai cái lim của sec t khi t tiến tới pi trên 2 trừ nó bằng vô cùng. Đúng không? Bằng vô cùng. Và cái lim của tan t khi t tiến tới pi trên 2 trừ cái này cũng bằng vô cùng luôn. Cho nên hai cái này là vô cùng, vô cùng cộng với vô cùng thì ra vô cùng lớn. Log NP của vô cùng lớn cũng là vô cùng lớn luôn. Như vậy cái này bằng vô cùng lớn. Mà vô cùng lớn tức là cái tích phân này phân kỳ. Tại vì tính không ra con số cụ thể thì nó phân kỳ. Được chưa?
Như vậy giá trị mình không tính được chính mình không tính được cái giá trị tích phân này và mình kết luận là nó phân kỳ, được chưa? Ở đây là kết thúc ví dụ 2, mình chuẩn bị qua ví dụ 3 ha. Bây giờ mình đến với ví dụ thứ ba nha. Thì ở ví dụ này người ta hỏi mình tích phân này hội tụ phân kỳ. Người ta hỏi vậy thôi chứ mình cũng biết là muốn tính cái này thì phải đưa về liêm. Cho nên cái công việc cũng tiến hành giống như mấy cái kia nha. Ta có nè. Tích phân từ 0 đến 3 của dx chia x trừ 1. Bây giờ em để ý nè, cả 0 và 3 em thay vào đều thấy nó xác định hết. Nhưng mà rõ ràng á là cái hàm số bên trong dấu tích phân á là 1 phần x trừ 1. Nó không xác định tại 1. Như vậy cái tích phân này mình sẽ tách thành hai thằng. Thằng thứ nhất á là từ 0 đến 1, đúng không? Và thằng thứ hai là từ 1 đến 3. Và bây giờ mình sẽ tính từng cái, được chưa? Cái tích phân thứ nhất là tích phân thứ nhất ha, là tích phân từ 0 đến 1 của 1 phần x trừ 1 dx bằng cái này mình chuyển sang lim nha, bằng lim khi t tính đến đâu cái 1 này nè làm cho nó gián đoạn, cho nên cái mình sẽ thay số 1 t, như vậy t nó sẽ tính tới 1, 1 là cạnh trên đúng không, như là lim này sẽ là 1 trừ tích phân từ 0 tới t của 1 phần x trừ 1 dx bằng lốc nè mình sẽ lỗi bằng lim lim t tiến tới 1 trừ, cái này dễ dàng tính tích phân là lốc nê bê trị tuyệt đối x trừ 1 ha, lấy cận từ từ 0 cho tới t đây. Như vậy thế cận và nó ra bao nhiêu? Thế cận vào nó ra lim khi t tiến tới 1 trừ của log nê bê t, thế vào đây ha, log nê bê trị đối t trừ 1 trừ cho thế không vào đây trị đối của trừ 1 thì là 1, mà ra log nê bê của 1. Bây giờ để ý là t tiến tới 1 trừ có nghĩa nó nhỏ hơn 1 á, nó nhỏ hơn 1 cho nên t trừ 1 nhỏ hơn 0, mà nhỏ hơn không cho nên khi phá cái trị tuyệt đối ra nó sẽ bị đổi dấu lại, mà đổi dấu lại tức là nó ra log nê bê của 1 trừ t khi t tiến tới 1 trừ. Và em thấy rõ ràng nè, t mà tiến tới 1 trừ á nha, t tiến tới 1 trừ thì cái 1 trừ t này sẽ tiến tới 0, sẽ tiến tới 0. Số bao nhiêu thì log nê bê mà của số xấp xỉ bằng 0 thì nó ra ra âm vô cùng ha. Tại vì ơ mũ âm vô cùng nó mới ra không, cho nên cái lim này bằng âm vô cùng, được chưa? Rồi bây giờ cái tích phân còn lại em cũng tính tương tự, mà em thấy á và ở đây mình có thể thấy á, là cái lim này nè là bằng âm vô cùng rồi, cho nên cái thằng này khỏi tính cũng biết là nó phân kỳ, được chưa? Cho nên là cái thằng này, cái tích phân mà từ 0 tới 3 này nè nó sẽ phân kỳ, được chưa? Thì mình kết thúc ví dụ 3 và mình sẽ đến cái ví dụ 4, ví dụ cuối cùng. Thì ở ví dụ 4 đó là người ta yêu cầu mình tính tích phân này. Cũng vậy ha. Nãy giờ mình làm nhiều rồi, mình cũng chuyển nó thành thành lim. Giờ em có tích phân từ 0 tới 1 của log x dx. Em coi nó có gián đoạn chưa? Log nê bê của 1 bằng 0 biết rồi, nhưng log nê bê của 0 thì không xác định, cho nên cái chỗ gián đoạn là số 0 á. Mà cho nên mình sẽ thay cái số 0 này bằng chữ t, bằng lim khi t tiến tới 0 cộng của tích phân từ t tới 1 lúc x đến bằng mình tính cái tích phân này thì bằng cách tích phân từng phần ha. Giờ bây giờ mình tính cái tích phân này đi, tính tích phân này mình đặt nó là y chẳng hạn đi. Bây giờ y bằng, mình sẽ tính phân từng phần là u bằng log x. Như vậy dv nó sẽ là dx, em dễ dàng tính được du là bằng dx trên x và v sẽ bằng x. Giờ cái này dễ dàng, u nhân v x log x cộng từ t đến 1 trừ cho vdu là x nhân 1 phần x mất nè, còn lại dx thôi.
cộng từ từ t đến 1 đúng không? Rồi cái này bằng gì? Cộng trên thay vô đây thì chỗ này thay lốc này b của 1 bằng 0 nên cộng trên bỏ nè, dấu trừ mình viết lại ha, dấu trừ. Thay t vô đây thì nó là t nhân cho lốc này b t. Rồi trừ cho cộng này tích phân này thì ra này mình tính ra đơn giản luôn ha. Ra trừ nè. Tức nguyên nguyên hàm của một là x, nhưng mà thế cận vô ra là 1 trừ t. Em mình thu gọn lại tí xíu ha, nó ra là t trừ 1 trừ cho t nhân log này về t. Thì em để ý là khi mà em tính giới hạn á nha, mình lúc mà mình tính cái giới hạn này á, là t tiến tới 0 rồi. T tiến tới 0 thì cái này bằng 0 bỏ rồi, cái này bằng trừ 1 là xong rồi. Mình chỉ vướng cái chỗ này thôi. Tại vì khi mà t nó tiến tới 0 á, t tiến tới 0 cộng á thì bản thân cái t này tiến tới 0. Những cái lốc này b của t mà tiến tới 0 cộng đó, nó ra là mấy em? Thì t mà tiến tới 0 cộng thì nó sẽ ra là trừ vô cùng. Như vậy á, là mình cần phải tính cái lim này thôi. Thì cái cách xử lý nó tương tự như nãy á, cái bài mà nãy mình tính lim á, bây giờ mình sẽ tính nè. Lim của t nhân lốc này b t khi mà t tiến tới 0 cộng, được chưa? Cái lim này mình xử lý thế nào? Như vậy đây mình sẽ làm cái kỹ thuật như thế này à. Em dùng cũng dùng quy tắc L'Hôpital thôi, mình để cái log này beta ở trên tử, cái t đem xuống dưới mẫu luôn thì nó thành 1/t, tại đem xuống mẫu thì nghịch đảo lại t tiến tới 0 cộng. Ở đây là dạng vô định đúng không, vô cùng chia vô cùng, như vậy mình đạo hàm tử và đạo hàm mẫu, vậy nó ra đạo hàm tử log này beta đạo hàm ra 1/t nè, 1/t đạo hàm ra trừ 1/t bình tiến tới 0 cộng. Mình thu gọn lại, nghịch đảo lên, nó ra là log là lim của trừ t khi t tiến tới 0 cộng. Như vậy là cái giới hạn này bằng 0, đúng không? Trừ 0 cũng là 0 thôi. Cái này xác định nè, đúng chưa? Mình quay ra này, cái lim này bằng 0, thằng này bằng 0, bỏ đi. Như vậy cuối cùng cái này trả lời bằng mấy em? Bằng trừ 1 đây nè, cái trừ 1 này mình thay qua đây, được chưa? Và như vậy cái này là hội tụ đúng không, tính ra được thì nó hội tụ, khi nào ra vô cùng lớn thì là nó phân kỳ vậy thôi. Thì đây là kết thúc cái phần thứ hai, tức là định nghĩa rồi các ví dụ minh họa và tích phân suy rộng loại loại hai. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đến với cái phần 3.